Lời dự ngôn chấn động về ba con giáp hứng chọn lộc trời, bỗng đến thời đổi vận, giàu có bất thình lình, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Rất vui khi được quay trở lại đồng hành cùng quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Đại Phú Quý. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng làm việc cật lực, sẵn sàng đổ hết sức mình vì sự giàu có bình an. Thế nhưng không phải cứ cố gắng là công thành danh toại, nhiều người tưởng như đã có tất cả của cải danh vọng, hô phong hoán vũ, mà gặp đại hạn, vỡ nợ phá sản, tiền bạc đội nón ra đi. Có người thì sinh ra trong nghèo khó, sống phúc đức không mong cầu lợi lộc nhiều, thế nhưng nhờ Đức Phật chỉ tên, thần Phật chỉ điểm mà muốn nghèo cũng không được. Nhắm mắt vẫn một bước lên mây, sự nghiệp thăng hoa, đã vậy còn trên đà trúng số, tiền bạc đổ về như nước lũ. Vậy tại sao lại có người may mắn đến vậy trên đời, phải chăng có một thời vận vô hình mà chỉ họ nhìn thấy? Theo các bậc thầy tử vi học phương Đông khẳng định, thời vận luôn ở quanh ta, chỉ những người nhận thức được quy luật trời đất, thấu hiểu những vì tinh tú chiếu mệnh mới nhìn ra được thời vận mà ôm trọn thời cơ. Cứ như vậy được đà thăng tiến mà phất lên như vũ bão, chạm đến thành công tột đỉnh. Trong năm Quý Mão này có rất nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nhưng có ba con giáp này đã phải đối diện với cuộc sống đầy biến động trong thời gian từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên thì đâu ai giàu ba họ, cũng không ai khó ba đời, đúng không ạ? Khoảng thời gian 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch tới đây, các nhà tử vi học phương Đông có chỉ ra rằng thần tài sẽ tới nhà ban lộc cho ba con giáp này, có cơ hội hái tiền về nhà, cuộc sống phất lên, giàu nhanh chóng mặt chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Không biết rằng đó là những con giáp may mắn nào, quý vị anh chị cùng người thân có thuộc top con giáp này hay không? Làm sao để hốt trọn lộc của thần tài? Quý vị anh chị hãy cùng Đại Phú Quý tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Lời dự ngôn chấn động về ba con giáp hứng chọn lộc trời, bỗng đến thời đổi vận, giàu có bất thình lình, đúng 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Vị trí số 1, tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên được trời ban lộc, cơ hội kiếm bộn tiền trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Tuổi Tý nhanh nhẹn thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, dù làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Người tuổi Tý vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai, luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Song dù là con giáp thông minh, họ lại không giỏi xã giao để mở rộng mối quan hệ, bởi đôi khi họ tỏ ra mình là một người khá nhút nhát và e dè. Tính cách này đôi khi chính là trở lực, ảnh hưởng tới sự nghiệp của con giáp này, khiến họ không đạt được những điều như ý muốn. Tài hoa cũng không tìm được dịp để phát huy, mà đào hoa cũng không có dịp để nở rộ. Thế nhưng tuổi Tý đừng lo lắng. Thời điểm 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch tới đây, người tuổi Tý sẽ được rất nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận thế của họ có những bước chuyển biến rõ rệt. Những cơ hội cứ bày ra trước mắt, chỉ cần tuổi Tý biết nắm bắt thời cơ thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công đáng nể. Cụ thể, trên phương diện tài lộc, con giáp này dễ nhận được sự giúp đỡ và nâng bước của trưởng bối, những khó khăn trở ngại nhờ thế cũng dễ dàng vượt qua hơn. Bước khởi đầu có sự hậu thuẫn của gia đình là tiền đề vô cùng thuận lợi trên con đường khởi nghiệp của tuổi Tý. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này, có những kế hoạch làm ăn kinh doanh kín kẽ, từng bước gây dựng nên đế chế của riêng mình. Đây là thời điểm rất tốt cho những bạn muốn bắt đầu khởi nghiệp đó. Tuổi Tý cũng có thể dựa vào chính năng lực của bản thân để tăng thêm độ dày cho ví tiền của mình. Bản mệnh có năng lực thực sự, có bằng cấp rõ ràng, cùng với tham vọng và cố gắng không ngừng mà được cấp trên ưu ái, tăng thêm cho mức đãi ngộ hay tăng lương, tăng thưởng. Mặc dù may mắn là vậy, nhưng do thiên tài chiếu mệnh, tuổi Tý cần phải lưu ý những điểm sau để tránh bị hao tài tốn của, thất thoát tiền bạc. Đừng lúc nào cũng cho mình là đúng, mà cần phải lắng nghe và tiếp thu, có chọn lọc ý kiến của những người xung quanh. Chủ động là tốt, nhưng đừng tự tung tự tác, làm gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng. Những sai lầm có thể bắt nguồn từ sự lơ đãng, coi thường. Đặc biệt việc rượu chè nhậu nhẹt chẳng những hại sức khỏe, mà trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch này có thể khiến cho những chú chuột phải tốn một khoản lớn cho việc đền bù thiệt hại cũng như chăm sóc sức khỏe.
hạn chế đi đến những nơi tối tăm, ám khí ở đó sẽ xua hết cát khí, khiến cho may mắn rời bỏ, bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến động không mong muốn trong tài chính. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi sự nghiệp tuổi Tý thời điểm 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch tới đây, con giáp này dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Với sự nhạy cảm của mình, tuổi Tý dễ dàng tìm được những cơ hội cho sự nghiệp của mình thăng tiến. Người làm đầu tư kinh doanh có một sự khởi đầu với thị trường mới, mặt hàng mới, thu về những khoản lãi đáng mơ ước, trong khi nhiều người khác vẫn còn đang loay hoay, chưa tìm được hướng đi. Chính sự quyết đoán táo bạo khiến sự nghiệp kinh doanh của tuổi Tý phất lên hơn bao giờ hết. Những người làm công ăn lương cũng không hề kém cạnh khi thể hiện được năng lực của bản thân thông qua việc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong thời gian trước đó, khiến cấp trên khá hài lòng. Không chỉ có vậy, cấp trên còn tin tưởng và giao những mối hợp đồng quan trọng, những cuộc đàm phán thương lượng cho tuổi Tý xử lý. Đây chính là cơ hội có 102 để chứng minh năng lực mọi người công nhận. Hãy trổ hết tài năng của mình, tuổi Tý nhé! Về tình duyên, gia đạo, xem tử vi thời điểm 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Tý cho thấy thiên diêu trợ đào hoa xuất hiện. Nhờ thế mà đường tình duyên của những chú chuột có phần hanh thông thuận lợi hơn nhiều so với trước đó. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn và cũng có thêm nhiều khoảnh khắc bất ngờ khi đón nhận tình yêu nồng thắm của người ấy. Về sức khỏe, tử vi tuổi Tý 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch cho thấy phương diện sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên có thể như công việc thuận lợi nên bạn đang dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình hơn là quan tâm sức khỏe của mình. Hãy nhớ có sức khỏe là có tất cả nên dành thời gian để đi bộ hoặc ra ngoài hít thở không khí, thư giãn đầu óc, bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý theo mùa. Một cơ thể khỏe mạnh, đầu óc mới tỉnh táo, sáng suốt và có những quyết định chính xác bạn nhé! Tiếp sau đây là hai tuổi Tý may mắn nhất trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. 1. Tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xem may mắn của 12 con giáp thấy rằng trong tuần cuối tháng, người tuổi Nhâm Tý có vận khí hanh thông, mưu sự suôn sẻ, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Dù khối lượng công việc trong tuần sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại khi đã nắm được vấn đề cốt lõi, cũng như vận dụng kinh nghiệm chuyên môn của bản thân. Đặc biệt, người làm kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng sẽ có một tuần tất bật với các đơn hàng. Lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với ngày thường khi có thực thần chiếu mệnh. Bạn có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay trong tuần này. Sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng. 2. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. 7 ngày cuối tháng sẽ đem đến may mắn và những cơ hội tốt cho người tuổi Giáp Tý. Trong tuần này, không có quá nhiều rắc rối hay trở ngại, cơ hội để trải nghiệm những niềm vui là rất lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bản tính lạc quan và sự tươi cười luôn đi cùng với bạn. Hãy luôn tin tưởng và làm những điều mình yêu thích, vì đó là chìa khóa để tạo ra hạnh phúc trong cuộc sống. Công việc của người tuổi Giáp Tý sẽ thuận lợi và đưa họ tiến gần hơn đến sự thành công trong sự nghiệp. Mặc dù bên ngoài có vẻ vô tâm và lạnh lùng, thực tế là bản tính của họ khá tham vọng và luôn hướng đến mục tiêu lớn. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, họ sẽ phải đánh đổi rất nhiều công sức và thời gian và phải đối mặt với những áp lực khó khăn trong quá trình làm việc. Trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, để việc làm ăn kinh doanh thêm phần thuận lợi, tuổi Tý nên kết hợp với tuổi nào? 1. Tuổi Tý kết hợp với tuổi Sửu. Sự kết hợp của người tuổi Tý và tuổi Sửu đem lại sự ăn ý và hiệu quả. Tuổi chuột thông minh, mưu trí, còn tuổi Sửu có sức khỏe thể chất. Nếu thành một cặp đôi, họ có thể bù trừ khắc phục nhược điểm của nhau. Tuy nhiên, đó là trên phương diện bạn bè, đối tác làm ăn. Còn trong tình yêu, Tý và Sửu sẽ không tìm được tiếng nói chung. Người tuổi Tý mải mê làm ăn nhưng lại rất bừa bộn, không chịu chăm lo dọn dẹp nhà cửa. Người tuổi Sửu lại rất sạch sẽ và cẩn thận, sẽ không chịu được tính cách này của người tuổi Tý. Những mâu thuẫn nhỏ sẽ bắt đầu nảy sinh, theo thời gian lớn dần và gây nên những rạn nứt trong mối quan hệ.
Cả hai tuổi này ai cũng có cái tôi cao, không chịu nhường nhịn, lắng nghe, khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng trong trạng thái nặng nề, mâu thuẫn. 2. Tuổi Tý kết hợp với tuổi Mùi. Hai tuổi này có thể cùng nhau tạo ra một môi trường làm việc tích cực, năng động và đầy sáng tạo. Sự khác biệt trong tính cách và kinh nghiệm của họ có thể làm cho việc làm việc cùng nhau trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để thành công trong việc hợp tác, hai người này cần hòa nhập với nhau và tôn trọng ý kiến của đối phương. Họ cần phải hiểu rằng, đôi khi sự khác biệt có thể dẫn đến mâu thuẫn và tranh cãi. Nhưng nếu họ có thể giải quyết được các khác biệt và tập trung vào mục tiêu chung, thì một mối quan hệ hợp tác bền vững và thành công có thể được xây dựng. Quý vị tuổi Tý thân mến, biết được thời gian vàng may mắn rồi, bản mệnh hãy cố gắng và nỗ lực hết mình trong công việc. Nhưng cũng đừng quên luôn giữ tinh thần vui vẻ và lạc quan cho cuộc sống của mình, quý vị nhé! Chúc quý vị thành công! Vị trí số 2, chúc mừng tuổi Dậu là con giáp may mắn, trúng lớn phát tài, xóa hết nợ nần, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Là con giáp may mắn tháng 3 năm 2023, nên thời điểm 7 ngày cuối này, người tuổi Dậu xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh đi đến đâu cũng có người quen biết, ai cũng sẵn sàng giúp bạn một tay nếu bạn gặp phải khó khăn. Người làm ăn kinh doanh có tầm nhìn xa trông rộng, dám nghĩ dám làm mà bạn nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, kiếm tiền về đầy túi. Bạn cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, lại thêm chất lượng sản phẩm tốt và mẫu mã đa dạng, nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đối tác, khách hàng, người lao động. Cụ thể về phương diện tài vận, tử vi tuổi Dậu 7 ngày cuối tháng 3 theo lịch âm dự đoán rằng trong mệnh có địa giải thuộc tam giải chỉ sự đức độ, khoan hòa, thuần hậu, sự từ thiện, lòng nhân từ hay giúp đỡ người khác. Người tuổi Dậu gặp địa giải trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch này thì có tâm tính lương thiện, hướng thiện, không hại ai, vị tha hay giúp đỡ người hoạn nạn và người yếu kém. Nên tài vận của bạn trong thời điểm này rất tốt. Theo các thầy phong thủy chia sẻ, trong thời điểm này, bạn có thể mượn sự giúp đỡ của tứ phế, tức là nhờ cậy anh em bạn bè để cải thiện tài vận của mình. Về phong thủy thì không nên lợp nhà, thời điểm này không hợp để tuổi Dậu sửa sang lại nhà cửa, nếu không sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ xã giao, có biến đổi xấu, tiêu tiền lãng phí, dù có chăm chỉ thì cũng không có được vận tiền tài như ý. Thời điểm này, tuổi Dậu gặp bạch hổ, chủ họa huyết quang, điềm lao ngục, bệnh tật. Nhờ có một vài sự xuất hiện của các thần mới có được sự hỗ trợ che chở, nắm quyền uy trong tay. Vì thế người này cần tuân thủ tuyệt đối pháp luật, thận trọng, nhớ hành sự cẩn trọng, có điểm cãi cọ, kiện tụng. Về sự nghiệp, tử vi tuổi Dậu 7 ngày cuối tháng 3 theo lịch âm về tổng thể có sự hợp tác với những người phù hợp, cho nên bạn sẽ gặt hái được các thành công trên sự nghiệp của mình. Vận sự nghiệp của bạn khá thuận lợi trong thời điểm này, khả năng sáng tạo trong công việc được phát huy mạnh mẽ. Khi trao đổi với đồng nghiệp, dễ đi đến chung một quyết định. Khi đối diện với thế cục thay đổi hoặc đơn giản là đối phó với nhiệm vụ mới, bạn cũng luôn nhanh chóng ứng biến tốt, triển khai những kế hoạch một cách trơn tru và thuận lợi hơn nhiều. Ngoài ra, với sự trầm mặc bình tĩnh khi cần thiết, bạn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo với khả năng cống hiến âm thầm mà không cần hồi đáp. Bạn cũng không hề tính toán thiệt hơn khi xả thân vì công việc. Theo các chuyên gia phong thủy chỉ rõ, trong tháng bạn dễ dàng có được cơ hội để thể hiện được hết năng lực làm việc hơn người của mình. Đồng thời bạn cũng luôn có tinh thần cầu tiến, biết chuẩn bị trước những phương án dự phòng, lại dũng cảm dám làm, dám chịu trách nhiệm trước khó khăn. Nên dù có thất bại tạm thời thì lãnh đạo cũng dễ dàng chia sẻ với bạn. Con giáp này cần phải lưu ý, khi làm việc thì đừng ngại ngần đưa ra ý kiến sáng tạo của mình. Điều này cũng là một phần thành công trong công việc, giúp con đường phía trước của bạn được rộng mở.
phúc tinh trong tháng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tuổi Dậu. Trong công việc, bạn dễ dàng tìm được điểm chung trong quan điểm, tư duy cũng như thói quen xử lý mọi việc. Nên nhìn chung sự nghiệp của người này rất thuận lợi, bản mệnh hãy chủ động trong các phương diện cuộc sống của mình hơn nữa nhé. Về tình cảm, tử vi tuổi Dậu 7 ngày cuối tháng 3 tới đây, dự báo nhân duyên của bạn khá thịnh. Vận đào hoa tới rồi, thân sát hồng diễm nhập mệnh đem tới cho tuổi Dậu cảm nhận như hoa nở vào lúc đẹp nhất, sáng lạn nhất, rực rỡ nhất. Đối với người độc thân, điều này ám chỉ bạn sẽ được nhiều người thích, khí chất hơn người, đặc biệt hấp dẫn đối phương và đường nhân duyên rất vượng. Nó khiến để người yêu cái đẹp muốn theo đuổi. Đối với người có gia đình, sự ảnh hưởng của thần sát âm sai dương thác khiến đời sống hôn nhân bất ổn hay lục đục, sóng gió. Nữ thì gặp khúc mắc với nhà chồng, nam thì gặp thị phi với nhà vợ. Về sức khỏe, tử vi tuổi Dậu ngày cuối tháng 3 âm lịch có chuyện tình cảm phức tạp, khó nắm bắt. Sức khỏe lại được một số các tinh phù hộ mà tốt lên. Trong mệnh tuổi Dậu thời điểm này, dự báo sự xuất hiện của nội giải tinh mang ý nghĩa người ốm thì sớm khỏi bệnh, cho nên người tuổi Dậu có quyền hy vọng về sức khỏe khởi sắc trong tháng mới. Thiên đức quý nhân dù là nam hay nữ mệnh thì đều là cát tinh, tức là mệnh chủ sẽ gặp hung hóa cát. Xem tử vi tuổi Dậu thời điểm này, dự đoán bạn đi ra ngoài sẽ được cát tinh thiên đức bảo vệ. Tiếp sau đây là hai tuổi Dậu may mắn nhất 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. 1. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Vận trình 7 ngày cuối tháng, người tuổi Kỷ Dậu được thiên ấn hỗ trợ vào giữa tuần, đem lại ưu thế và sức ảnh hưởng đáng kể với mọi người xung quanh. Nhờ đó bạn có khả năng giao tiếp tốt hơn và được sự tín nhiệm cao hơn. Điều này khiến bản mệnh cảm thấy tự tin hơn với năng lực của mình. Vận trình của người tuổi Kỷ Dậu khá ổn định, với khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả, không có bất kỳ việc nào đi ngoài kế hoạch. Nhà cửa của bạn sẽ trở thành mảnh đất sáng tạo mới, hãy đưa ra những quyết định sáng suốt để cải thiện cuộc sống của mình. Thái dương cát tinh giúp nâng cao tinh thần và ý chí của bạn trong công việc, đồng thời mang lại cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh trong kinh doanh hoặc công việc. Hãy tận dụng cơ hội này để đạt được thành công và tiến bộ. 2. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tử vi 7 ngày cuối tháng, người tuổi Tân Dậu được hưởng lợi từ sự hiện diện của Thái Dương, mang lại cho bạn một tuần đầy cảm hứng và sự ủng hộ của quý nhân. Đặc biệt đối với nam mệnh, Thái Dương sẽ giúp bạn khẳng định năng lực của mình trong công việc. Thái Dương cát tinh là một nguồn năng lượng tích cực đối với những người đang đảm nhận vai trò lãnh đạo và muốn tiến thân trong công việc hay thi cử. Tuy nhiên, năng lượng này có thể lợi hơn đối với nam giới hơn là nữ giới và giúp họ đạt được thành công rực rỡ. Tuy nhiên thì cuối tháng cũng là thời điểm bận rộn và áp lực đối với người tuổi Tân Dậu. Đặc biệt là với những việc liên quan đến công việc, bạn sẽ phải tất bật với nhiều công việc và có thể phải làm việc suốt cả cuối tuần để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Chỉ cần giữ tinh thần sáng suốt và nỗ lực hết mình, bạn sẽ vượt qua được thử thách này. Trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, để việc làm ăn kinh doanh thêm phần thuận lợi, tuổi Dậu nên kết hợp với tuổi nào? Người tuổi Dậu với người tuổi Tý. Tý và Dậu chỉ hợp khi họ hiểu được mục tiêu cuộc sống của nhau. Tuổi Tý thông minh và sắc sảo, nhưng đôi khi không đánh giá hết được sự trung thành, thẳng thắn đáng quý của tuổi Gà. Trong khi đó, tuổi Gà chuộng cuộc sống theo lối truyền thống, thích sự ổn định, thỉnh thoảng không tán thành với một số quan điểm của tuổi Chuột. Vì vậy, giữa hai tuổi này sẽ xảy ra khẩu chiến. Người cầm tinh con Gà khá ưa sự hoàn mỹ, đôi khi họ cằn nhằn hoặc chỉnh tuổi Tý vì mong muốn tuổi Tý nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như tuổi Gà nghĩ vì Chuột không hề sống phù phiếm mà ngược lại rất thực tế, hào phóng và dí dỏm. Khi là đối tác làm ăn, khi hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý. Họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Chuột rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh, người tuổi này rất biết tính toán. Điều này làm tuổi Gà tâm phục khẩu phục, vì vậy họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Người tuổi Dậu với người tuổi Thìn. Thìn và Dậu dường như đối lập nhau về bản chất, trong khi Thìn mạnh mẽ và sôi động, có lúc bốc đồng thì Dậu rất thực tế và thậm chí bảo thủ. Trong khi Thìn hành động theo cảm tính thì Dậu làm việc gì cũng dựa trên kế hoạch. Thỉnh thoảng Thìn có thể mang đến cho Dậu không khí thoải mái,
nhưng điều đó còn phụ thuộc vào cảm hứng của tuổi Thìn. Khi Thìn và Dậu cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Thìn và sự sáng tạo, đức tính cẩn mẫn tỉ mỉ của Dậu. Thìn chính là người sẽ mang đến những điều bất ngờ với tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Về phía Dậu, Dậu sẽ là hậu phương vững chắc, lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực, nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Bí mật phong thủy cải vận tăng vượng khí, đảm bảo 100% giàu như vũ bão. Ngay khi sáng ngủ dậy, ghi rõ những điều mình muốn diễn ra trong cuộc sống vào một cuốn sổ để dưới gối ngủ, số tiền mình muốn kiếm được, các mối quan hệ ra sao, sự nghiệp công việc như thế nào, ngôi nhà chiếc ô tô ra sao. Hãy ghi những điều mình thực sự mong muốn. Hãy làm vậy trong thời gian cát lành này để chiêm nghiệm xem lá số này có đúng không nhé. Bạn chắc chắn sẽ bị bất ngờ bởi những điều kỳ diệu cứ xảy đến dồn dập trong tương lai của mình đấy. Và bây giờ, xin mời quý vị đến với con giáp may mắn tiếp theo. Vị trí số 3, con giáp cuối cùng chốt danh sách sổ vàng may mắn, 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, thần tài gọi tên, tuổi Dần. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp họ thu nhập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Tuổi Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi Hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống. Nhờ những cố gắng không mệt mỏi trong khoảng thời gian trước đó, mà thời điểm 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch tới đây, người tuổi Dần có thể tự tin tận hưởng thành quả lao động của mình. Cụ thể về tài lộc, xem vận trình tài lộc tuổi Dần thời điểm 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch, con giáp này có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn, đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự thăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Thời điểm này, điềm báo tử vi cho thấy bạn cũng có lộc trời ban, nhận được những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được thời điểm này. Đó có thể là khoản cho vay đòi lại được hoặc một khoản hoa hồng nào đó. Khởi đầu một năm với tình hình kinh tế ổn định như vậy cũng không tồi phải không? Tuy tình hình kinh tế khởi sắc là vậy, nhưng nếu tuổi Dần không biết cân đối chi tiêu hợp lý, thì dư giả mấy cũng như muối bỏ biển mà thôi. Hãy lên kế hoạch tiết kiệm ngay từ bây giờ để phòng khi cần hoặc khi có cơ hội tới là có thể đầu tư ngay lập tức. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Dần có những bước chuyển biến đáng kể, thậm chí có những người chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Từ đây họ nhận được sự ngưỡng mộ của những người đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Đồng thời, tình hình kinh tế khó khăn trước đó cũng đã được giải quyết. Chính ấn xuất hiện giúp đỡ, con giáp này như hổ mọc thêm cánh, thoải mái phát huy năng lực của mình. May mắn gặp được những cơ hội tốt để chứng minh năng lực bản thân, giành lấy vị trí xứng đáng với mình. Các mối quan hệ xã giao đóng vai trò khá lớn trên con đường công danh sự nghiệp năm Quý Mão của con giáp này. Tuổi Dần nếu biết khai thác thế mạnh của mình thì không khó để tìm được quý nhân nâng đỡ cho vận trình. Quý nhân có thể là cấp trên, cũng có thể là trưởng bối, là những người đi trước sẽ trao cho bản mệnh kinh nghiệm, kiến thức và mở ra cơ hội để bạn thể hiện mình. Cơ hội bứt phá của tuổi Dần đang ở ngay trước mắt, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, tập trung, kiên trì tới cùng, chắc chắn tương lai tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Những khoản lương thưởng kiếm được bằng chính công sức, nỗ lực của bản thân mình luôn là động lực to lớn giúp con giáp này cố gắng hơn nữa. Theo đó, cuộc sống được nâng lên đáng kể, không chỉ dừng ở mức không cần lo chuyện ăn mặc, mà thậm chí tuổi Dần còn có những khoản tích lũy dư dôi để thực hiện những mục tiêu trước đó của mình. Ví dụ như mua nhà hoặc mua xe. Về tình duyên gia đạo, tử vi tuổi Dần cho thấy thời điểm này bạn có thể dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh
nhờ vào tài năng của mình hoặc những thành tích mình đã gặt hái được trong công việc. Sẽ có người chủ động tiếp cận bạn. Điều bạn cần làm là mở lòng để cho đôi bên một cơ hội. Tuy không phải ai tiếp cận cũng có tính cách phù hợp, nhưng bạn vẫn có thể giữ quan hệ thân thiết với họ để đôi bên có thể trở thành bạn bè, đối tác của nhau. Các cặp vợ chồng đoàn kết, thương yêu và san sẻ với nhau nhiều hơn. Cuộc sống hòa thuận khiến nhiều người ngưỡng mộ. Về sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Dần có dấu hiệu lạc quan. Những người mắc bệnh mãn tính cũng có thấy sức sống hơn. Bạn nên thường xuyên rèn luyện và vận động thích hợp để cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng sức đề kháng, giảm tỷ lệ mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Tháng này bạn cũng cần chú ý, luôn giữ tinh thần vui vẻ và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Có như vậy thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiếp sau đây là hai tuổi Dần may mắn nhất trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. 1. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Thái dương cát tinh trong tuần cuối tháng cũng giúp người tuổi Giáp Dần cảm thấy năng lượng dồi dào, khỏe khoắn hơn. Bản mệnh sẽ cảm thấy có nhiều thời gian và sức lực hơn để tập trung vào công việc và hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi nhận ra mình đã trưởng thành hơn. Cát tinh này cũng mang đến cho con giáp này đường nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa, người khởi nghiệp làm ăn kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn. Ấn quan xuất hiện ở giữa tuần giúp bản mệnh có thể đạt được một bước tiến lớn lao trong công việc, có cơ hội được cất nhắc đấy nhé. 2. Tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Đối với người tuổi Bính Dần, tuần cuối tháng có sự xuất hiện của tử vi cát tinh là một thời điểm mang đến nhiều may mắn và thuận lợi trong sự nghiệp. Các dự án và kế hoạch sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ và hiệu quả. Ngoài ra, ấn quan cũng giúp bản mệnh tạo ra nhiều tiến bộ trong công việc và tiền tài. Điều này đồng nghĩa với việc người tuổi Bính Dần có thể tận dụng thời cơ và kiếm được nhiều tiền bạc trong tuần cuối tháng này. Ngoài ra, thiên tài cũng là một quý nhân tốt cho người tuổi Bính Dần trong tuần này. Điều này sẽ giúp bản mệnh tìm thấy cơ hội kiếm tiền và phát triển sự nghiệp. Đối với những người kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu các dự án làm ăn mới và mở rộng thị trường. Và đối với những người làm công ăn lương, có thể tìm kiếm thêm thu nhập từ công việc bán thời gian hoặc nhận thưởng doanh số cao hơn. Quý nhân cho tuổi Giáp Dần trong 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. 1. Đối tác tuổi Sửu. Người tuổi Dần và người tuổi Sửu có thể cùng nhau nâng cao tài vận nếu hợp tác với nhau. Khi đó, hiệu quả công việc của người tuổi này sẽ được nâng cấp cao hơn rất nhiều, sự nghiệp nhanh chóng thăng tiến, tài lộc cũng tăng theo. Người tuổi Sửu rất giỏi trong việc quản lý tài chính, nên người tuổi Dần có thể học hỏi được nhiều kiến thức về đầu tư và quản lý tài chính quý giá từ đối phương. Từ đó, tiền bạc ngày càng dư giả. 2. Có bạn bè là người tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ cũng là quý nhân của tuổi Dần, cả hai có nhiều tương đồng trong cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề, nên trong quá trình giao tiếp với nhau, hai người sẽ dần nảy sinh sự ăn ý ngầm, đồng thời có thể giúp gia tăng thêm tiền bạc và mang lại may mắn cho nhau. Vì vậy, người tuổi Dần phải quý trọng những người bạn cầm tinh ngựa xung quanh mình và trân trọng những lời khuyên góp ý của đối phương. Những lúc tuổi Dần thăng trầm, có tuổi Ngọ ở bên động viên, giúp đỡ một vài câu nói, cũng có thể sưởi ấm lòng người. Người tuổi Ngọ là những người nhanh trí và tháo vát, luôn có thể mang đến những tin vui cho người tuổi Dần. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn đầy những thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, chính những khó khăn đó mới là thử thách để ta vượt qua và trưởng thành hơn. Đôi khi ta cần phải đối mặt với những trở ngại để rèn luyện thêm sức mạnh và kiên trì, từ đó phát triển tốt hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Hãy luôn tin tưởng vào bản thân và sức mạnh của mình, đồng thời tận dụng những cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân. Không có gì là không thể, chỉ cần ta có tâm huyết và nỗ lực không ngừng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua được. Hãy lạc quan và tự tin trong mọi tình huống, vì mỗi thử thách đều mang đến cho chúng ta một bài học và cơ hội để trưởng thành và thành công hơn. Vừa rồi, quý vị và anh chị đã quan tâm theo dõi nội dung Ba con giáp may mắn 7 ngày cuối tháng 3 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị và anh chị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng sẽ được nắm bắt, xui xẻo nào cũng tránh xa được.
Đừng quên đăng ký để ủng hộ cho ban biên tập chương trình Đại Phú Quý và sau đó nhấn vào quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất và hữu ích nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.